Nấm da là bệnh lý thường gặp do vi nấm dermatophyte gây ra. Bệnh thường khởi phát trên vùng da trơn, lông, tóc hoặc móng. Đặc biệt, vi nấm hạt men còn gây bệnh ở niêm mạc hoặc sâu hơn bên trong. Tùy theo từng cái tình trạng, từng loại nấm nhiễm ở trên cơ thể và tùy theo vị trí mà sẽ có những cái biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên, nấm da nhìn chung thì sẽ có những cái mảng hồng ban giới hạn rõ, kích thước tròn hoặc là bầu dục, có thể tiến triển thành nhiều cung, ly tâm, sẽ thấy những cái bóng nước nhỏ ở những cái viền. Bệnh nấm da có thể lây truyền bằng một số cách như tiếp xúc với bào tử nấm có trong không khí và môi trường xung quanh, động vật bị bệnh lây sang người, người bệnh truyền cho người lành thông qua quá trình tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung đồ cá nhân. Những cái loại thuốc kháng nấm thì thường sẽ có ảnh hưởng đến các chức năng cơ quan như là gan và thận, nên thông thường là sẽ cần phải xét nghiệm và điều chỉnh cho nó phù hợp theo cái khả năng của các cơ quan đó. Ngoài ra thì khi điều trị chúng ta cần phải cân nhắc đến vấn đề thời gian, bởi vì thời gian điều trị nấm tương đối là dài. Để phòng ngừa bệnh nấm da, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau: hạn chế đi giày hoặc mặc quần áo quá chật, giữ cho bàn chân và cơ thể luôn thông thoáng, giặt sạch quần áo và phơi đồ trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, vệ sinh tay chân và cơ thể luôn sạch sẽ, giữ sạch các khu vực sinh hoạt chung như phòng tập, phòng thay đồ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các vật nuôi có thể là nguồn lây bệnh nấm da như chó, mèo, không sử dụng chung quần áo, đồ dùng cá nhân với người khác, tránh sử dụng nhà tắm công cộng. Khi gặp phải tình trạng bất thường trên da, cần đến ngay bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.